Thưa bác, cháu tên là Cao Thị Thùy Dung, cháu ngủ ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bữa nay cháu đến đây cháu xin hỏi bác một số câu hỏi như sau. Mong bác dạy thích cho cháu. rồi, dạ, câu hỏi này. Dạ. À, cháu xin hỏi câu thứ nhất. À, thưa bác, hiện cháu tu theo đạo tiên, về sau khi cháu mất, cháu có giải thoát được không ạ? À? đầu Đạo tin thì còn thành tiên, cái giải thoát gì? Tất cả gì tu mà thành ở đây thôi, ở à, tu thành tiên giải thoát gì? Giải thoát là tu thành Phật qua bên là mang một cái đơn cực thôi còn bên này là nhị cực âm dương tiên cũng âm dương tiên thì cũng có tiên ông tiên bà tiên nữ tiên tiên nam chứ không có cái nào mà đừng có đối đãi hai bên thì mới giải thoát còn có hai bên vừa to không giải thoát cháu ơi, câu hỏi tiếp đi dạ cháu cảm ơn bác cháu xin hỏi bác câu thứ hai à, dạ thưa bác tại sao tu theo đầu tiên vắng xanh lên nước trời cực lạc mà phải tu liên tục ít nhất là 500 rời thì mới mong vắng sanh lên nước trời cực lạc sống được à, như vậy là sao thưa bác giờ con suy nghĩ nè con à, ở đây con làm à, lương một tháng là 10 triệu đi mà đi giờ à, du lịch à, nước nào á nó lấy 10.000 đô con làm 10 triệu mà có một tháng, con một lần cô để được có uh, 5 triệu thôi mới hả là 3 triệu thôi con làm sao cho đủ đống số tiền đi 10.000 đô thì con mới đi. Mà, mà đa số những người tu mà tu tịnh độ này nè. Họ là họ là bố thí ít lắm. Vì thế mà Đức Phật ông nói là phải bố thí phải 500 đời. Mà 500 đời đừng vi phạm nha, đừng vi phạm nhân quả. Vi phạm nhân quả là phải theo nhân quả. Thì con làm sao con góp đủ cái số tiền đó. Ông Phật nó phải 500 đời tu thì mới giải sanh được. Vì thế mà ông Thích Ca ông nói Đừng có tưởng nó có chút xíu phước mà về Phật gia ờ, giảng sanh được đâu Không có được Hay tôi cho đủ Thì con suy nghĩ đi coi thì ha Không lẽ con là 10 ngàn Tháng con 10 ngàn con nộp hết 10 ngàn Làm sao con sống Thì con chỉ nộp một phần nhỏ thôi Nộp khi nào đủ Cái số, cái, cái số tiền mà đi hưởng phước Hưởng phước đầu tiên này là hưởng phước Ở cõi trời cực lạc dùng Ba tam giới chứ không phải nhỏ đâu mình ở đây dùng một nè dùng một mà chỉ lên không gian không là có thấy không nga nó tổ chức ba ngày mà ba triệu đô có suy nghĩ đây là trong trái đất á còn nếu mà dùng dùng mà một dùng hai thì sao được dùng ba sao con bây giờ có cái tính nhân lên là con một con số thôi thí dụ đây ba triệu đô thì kêu ba chục triệu đô rồi ba trăm triệu đô con đủ cái số tiền nó con đi mới được nha thì con phải tích lũy nhiều đời nhiều kiếp con mới đi được thấy không Chờ con hỏi tiếp đi. Dạ. À, bác có thể đưa vài thứ cụ thể để cháu biết được không ạ? À? Thì, thì dễ ở thôi chứ đâu <laughs> cụ thể. Bây giờ con suy nghĩ nè. Giờ con muốn đi du lịch phải không? Du lịch bây giờ tour Mỹ một tháng là bao nhiêu? Nó ta uh, 10 ngàn đô. Tour Mỹ á. Mà một tháng thôi nha, 10 ngàn đô. Rồi một năm nhiều. Còn như phải uh, 120 ngàn không? Rồi 10 năm bao nhiêu Rồi 100 năm bao nhiêu Còn lên nước đó đó Ở bao nhiêu bao 10 000 năm Còn tính được một ngày Nhờ còn bao nhiêu Còn đóng được cái số tiền đó không Đó Đây Giảng sanh cực lạc là đi hưởng phước Chứ không phải lên đó giải thoát đâu Mà đi đi giảng sanh cực lạc lên đó để làm gì Để đi cúng Phật Và đồng thời học giải thoát Trên đó trên đó, đó. đó có cái trường giải thoát Do của ông Thích uh, A-di-đà dạy ở đây có trường giải thoát mà chê Không, không học lên nó học là con suy nghĩ chừng nào còn đóng được đủ cái số tiền này đi đi lên đó phải ở 10.000 năm mà một ngày đó ở đây qua Mỹ ở có mà, 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 bao nhiêu một ngày đó. một ở bên Mỹ sống đàng hoàng một ngày phải 1.000 đô ăn chơi mà chơi, một, một ngày thôi còn một tháng bao nhiêu rồi con dơn đi vì thế mà muốn tu cực, muốn tu lên trình độ phải tu bằng phước đức. Mà con làm sao đủ thôi nó con mới lên được Còn con không đủ thì con phải tích tỷ làm làm hoài. Làm năm này tháng kia làm cho sao cho đủ rồi con đi. Nó mà cái cái đi nước cực lạc nó tính từ đời người chứ không phải là tính từ từ năm của con người mà tính từ đời của một con người. Vì thế mà Đức Phật nó bảo là phải 500 đời mặt mai mới đi được hiểu không dạ con đã hiểu rồi đã dạ, cảm bác à, con xin hỏi bác câu thứ 4 thưa bác tu để vãng sanh lên nước trời cực lạc phải tốn nhiều nghiệp phước đức như vậy sao lại ở việt nam có nhiều nơi tổ chức tu thưa bác ta tu được 400 trăm rồi giờ còn trăm nữa ra ta tu ta thích mà thích thì giá nào cũng phải tu những người tu hiện nay là được 400 trăm đời rồi đó. Từ bốn trăm đời. Thì còn trăm đời nữa còn ít mà. Đâu có thua gì đâu. Thì, thì, thì người ta thích tu. Bởi vì trái đất này ai muốn làm gì nhanh. Đức Phật đã, đã hướng dẫn cho mình đi rồi đó. Muốn tu gì ta cho hết. ta dạy cho mình tu. Không? Bởi vì thỏa mãn cái tưởng của con người. Con người con tưởng gì nào. Thì Phật sẽ đáp ứng cái tưởng cho con. Để con tu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Con xin hỏi bác câu thứ năm. Dạ thưa bác, các thầy tu theo đạo Phật giảng, đạo Phật có 84.000 pháp môn tu, như vậy có đúng không ạ? À? Bây giờ người ta nói 84.000 không biết đúng không hay không biết. Nhưng mà giờ đã con muốn thực tế cái này nè. Cái ai mà nói 84.000 đó mình đề nghị ổng là kê khai, kê khai 84.000 đi. Đó, nếu mà ở kê khai rồi thì ông tu cái ông tu pháp môn nào ông nói ông làm ơn ông treo cái bảng ở chùa ông dùm tôi đi ông tôi vô tôi tu chứ đạo phật thiền tông chỉ nói đạo phật có sáu pháp môn thôi ta nói rõ ràng còn ông nói 84 mươi bốn ngàn thì đề nghị ông lập cái giấy cái cái cái, cái danh sách 84 mươi ngàn pháp môn tu rồi sau cùng nói à, giờ ông tu nào cái pháp môn nào hay nhất 84 tám ngàn ông chỉ tôi thì nhờ ông chỉ nha Mà bây giờ con cũng khỏi cần mà biên thơ biên từ chi giờ coi số mèo ổng con đánh mấy chữ con mèo ổng ổng bắt không trả lời cho con dễ đời khoa học này kêu bằng giao tế là giao giao thiệp qua lại nó rất đơn giản không có không có tốn giấy mực nhiều thấy không thì con đề nghị ông nào hỏi đó thế nào ông nào thế nào cũng phải có cái ông nói thì con phải hỏi ông đó đó chứ sự thật đạo phật có sáu pháp môn thôi một pháp môn được thời văn minh mới được công bố ra còn năm pháp môn kia từ khi đức phật nhập nước bàn tới bây giờ thì người ta vẫn tu theo năm pháp môn này vì thế mà mới có cái chùa mà tu thành a la hán có chùa tên đi giảng đạo có chùa đi làm kỹ sư gì đó Thấy không bây giờ thì dụ có nhiều có nhiều cái chùa người ta gọi là tu đại, đại thừa là mấy cái này nè nó cái đó có đó còn cái kiểu mà tám mươi thì thì chưa nghe nói mới nghe nói đây rồi sao có hỏi tiếp đi dạ mà thưa bác cháu nghe nói là đạo Phật chỉ có sáu pháp môn tu thôi mà bác thì đúng rồi tiểu thừa trung thừa đại thừa niệm phật niệm chú thiền tông có sáu pháp môn thôi đây là căn bản rõ ràng mà nó có sách dở sách dở rõ ràng tu tiểu thừa có sách tiểu thừa trung thừa có đại thừa có Niệm Phật có, niệm chú có, đều có hết Nó có cái kinh sách đàng hoàng Thiền tông nó có đàng hoàng Chứ chứ không phải là nó mơ hồ Rồi con hỏi tiếp đi Dạ cháu xin hỏi bác câu thứ bảy. À, dạ thưa bác Đạo Phật có 6 pháp môn tu Vậy pháp môn tu nào là dễ tu nhất ạ? À? Dễ tu nhất mà ít tốn kém nhất là thiền tông là, là sao? Nó không chịu tu, nó không cho tu thì là thì tại, tại, tại cả như khỏe rồi, tu rồi bỏ rồi phải không? mà bây giờ đó, thí dụ con tu tỉnh độ thì nãy nói rồi đó, thì có bao nhiêu tiền mới lên. Còn tiền tông bây giờ con chỉ giúp hai ba người hiểu cái này thôi, còn có công đức con về về bởi thành Phật luôn. Mà nhỏ lớn gì phải có công đức thành thành thật nhỏ lớn gì không biết mà phải có công đức được về Phật giới là được thành Phật. Còn còn nếu mình muốn thành Phật lớn thì mình mình làm lớn chút, còn không biết thì nhỏ đi thoát ra cái quy lực này trước đã. Rồi về bển rồi mình mới di chuyển bất cứ một cái tam giới nào để mình coi cái hành tinh nào người ta phổ biến tiền tông này nè thì mình đến đó mình phân thân vô mình mình bắt người ta bắt đến ờ bây giờ về được về, về phật giới nó vậy đó con mà là toàn năng toàn giác rồi con phân thân đâu cũng được hết không? đã thành phật thực được, được phép phân thân phật đầu tiên là phép phân thân phân thân để đi vào trong cái cái, cái loài người ấy để mà giúp người ta. rồi câu hỏi tiếp đi. dạ cháu cảm ơn bác cháu xin hỏi mà bác câu thứ 8 dạ thưa bác cháu tu theo đạo Phật cháu phải tìm hiểu như thế nào tu mới đúng được ạ. tu theo đạo Phật trước mắt là con tu đạo Phật có 6 pháp môn con tu pháp môn nào thì phải tìm quyển giáo lý đó học. Phải không? con tìm những giáo lý đó nhưng mà với điều kiện là con phải là trí tuệ sáng suốt đó, đừng có đụng cái đầu tin đó thí dụ cái những giáo lý đó người ta viết vậy không hiểu thì tìm cái ông mà viết cái giáo lý này này hỏi lại hỏi hỏi ta chừng nào mà con thông hết cái giáo lý đó thì con tu con mới không sai còn nếu mà con coi mà chập chờn chập chờn con tu vẫn sai như thường Đấy không vì thế mà ta khuyên tu đạo Phật đạo tu bằng trí tuệ khoa học chứ không phải bằng mù mờ đừng thứ nhất là cái tưởng đừng có tu tu theo đạo Phật đừng có tưởng cái gì biết rõ ràng chứ không có tưởng rồi câu hỏi tiếp đi dạ cháu cám xin cảm ơn bác cháu xin hỏi bác câu số 9 à, tại sao cháu tưởng mà thánh dẫn cháu đi thưa bác cái tưởng là gì nó phát cái tưởng là con muốn cái gì đó mà trái đất này là do thánh quản lý trái đất này là nhà của thánh con tưởng vậy thì ở trong nhà ổng á thì con tưởng về không biết rồi thì cũng dẫn con đi thôi thấy không con phải xác định cái cái trái đất, đất này nhà của ông thánh đó con phải hiểu vậy đi còn con mang thân tứ đại này là tánh phật mượn thân tứ đại chứ không phải là con con biết nói biết nghe biết thấy biết là tánh phật nhưng mà tại vì 16 thứ cái tính người nó cản con thành ra con phải làm theo tính người thôi con phải hiểu cái căn bản này thì con mới tu theo đạo phật và bất cứ đạo nào cũng phải vậy con phải hiểu căn bản này thì con tu mới được còn không hiểu căn bản này hoàn toàn tu sai hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu xin hỏi bác câu thứ 10. Ở trái đất này là trái đất nhân quả. Vậy làm sao thoát ra nhân quả này thưa bác? Này dễ ở thôi. <laughs> thiền tông ra đời thì chỉ cái cách thoát ra nhân quả. Duy nhất chỉ có thiền tông thôi. Còn không có không có cái đạo nào mà chỉ thoát nhân quả là thiền tông. Thì thoát nhân quả thì vì sao? đường về Phật giới đó Làm có công đức xong rồi đường về Phật giới học cho thuộc Có ở trong này có công đức rồi cũng như có cái hành trang đi rồi Giờ phải đường về phải học sao cho thuộc Đơn giản đâu có khó khăn gì đâu Mà cái đường về Phật giới đó thì con chỉ đem về nhà con học thiệt tối không đến chùa nha mất công đến chùa tốn tiền xe không phải đâu. Ở nhà mà bây giờ cái thời hiện đại rồi con không cần đến chùa Con mở máy xin chùa nói gì con nghe hết Sướng không khỏi tốn đâu nào hết đó. Rồi con con thu vô trong cái máy con đó, Nó la hoài Con học vậy đó học Thời, thời gian minh 4.0 học tại chỗ không đến không đến cơ sở tu thời này đơn giản quá tu rất dễ người ta không cho cầu xin lễ lục gì hết thì có đến chùa làm gì cái chùa là cái nơi trụ sở để phổ biến ra thôi Có cái trụ sở hộp pháp phổ biến ra thôi Giờ ta phổ biến con nằm nhà Giờ có bên Mỹ, bên Tây, bên Tàu cũng được không Nó phổ biến con ngậu nhà cho con vẫn nghe Chứ đâu phải như ngày ngày xưa đâu Đâu phải giống như đồ đồng đâu Thấy không Hồi xưa đi tầm đạo cực lắm Bây giờ tầm đạo dễ ợt Ngồi tại nhà mở máy ra, <laughs> mở điện thoại ra Mở tivi ra biết hết Thấy không Chỉ cần chỉ cần làm xiên chút thôi Nó không có tốn gì hết con tại nhà con tạo cũng đức cũng được Hồi xưa con tạo công đức làm này chạy thì không được Rồi bây giờ con không cần con chép được cái này rồi Con xe cho người khác á Người khác nghe con con có công đức không cần Không cần tốt đồng nào con chỉ cần kết bạn thôi nhiều đi Rồi con xe người ta biết Nhiều đó con cũng đủ sức về Phật giới rồi đó Rồi con hỏi tiếp đi Dạ con cảm ơn bác à, Con xin hỏi bác câu thứ 11 à, người tu theo đạo thì bị nhân quả Cớ sao người tu không biết? Dạ thưa bác. Phật nói sao? Con <laughs> người ta là vô minh. Vô minh là không sáng. Nó không sáng sao đâu biết. Con suy nghĩ đi. Mà đã khi đó mà ta phổ biến ra nó còn vô minh, nó còn chửi. Nữa. Nó không sáng, nó chửi. Nó ô này điên khùng. Thấy không? Thì làm sao biết? Bây giờ cái thời buổi này là cái thời buổi người là khoa học của thi của Đạo Phật ra đời. Mà không chịu nghe thôi. Mà nó còn chửi làm sao nó biết Đấy không? nó đã nó đã chê nó đã chê mà nó còn chửi nên thì tôi hỏi sao nó biết được cái pháp môn này giờ con hỏi tiếp đi dạ con xin hỏi bác câu thứ 12 hai dạ thưa bác đạo phật là đạo nhân quả à, cứ sao các thầy tu theo đạo phật không ai biết cái đạo nhân quả này mới mới công bố ra này 3 năm thôi chứ chưa ai biết tất cả những người tu theo đạo Phật là tu gì? Ta tu tưởng và tu tiền. không có ông nào tu mà không muốn họ không kiếm tiền đấy. Mở cơ sở tu, mở chùa tu, bất cứ gì chú ý tới tiền. Còn cái vấn đề mà cái cốt lũy của cái đạo hoàn toàn không cần không cần không cần tìm hiểu, chỉ tưởng ra là làm thôi. Bây giờ con suy nghĩ nấu cái thờ Phật đây này thờ phật mà thờ cũng không đúng rồi hỏi chứ làm sao cái cái giáo lý biết được bây giờ con đi tìm hết trong chùa ở việt nam có ai thờ phật đúng không hoàn toàn thờ cũng không đúng thì làm sao mà pháp môn tu là biết được cái cái căn bản đầu còn không biết thì hỏi về cái cái cái, cái nấu tiếp sau làm sao biết được Đấy không phải hiểu cái chỗ này vì thế mà tất cả các chùa bảo giờ bác nói là tất cả tất cả chùa việt nam 18.600 ngôi chùa không chùa nào biết giác ngộ và giải thoát rõ ràng bác dám nói câu đó nếu người nào không tin lại lại chùa tân diệu đấu chắc đi hết covid lợi đi chứ nay còn covid không lợi không lợi giờ bắt trốn ở trong cái hốc bắt lợi khách sạn này bắt thuê bắt thuê bắt bắt trả lời cho tôi con thôi đó mà nói đúng là chủ khách sạn cũng tốt không lấy tiền cảm ơn chủ khách sạn đó rồi có hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác à, con xin hỏi bác câu thứ 13. ba à, dạ thưa bác các tổ có nhiệm vụ bí mật đưa pháp môn thứ sáu của đức phật truyền đi cho hậu thế tại sao không vị tổ nào ngồi thiền để biết vậy ạ à? các tổ không không ai biết phải không giờ con suy nghĩ là tổ, tổ là cái gì <laughs> tổ là mấy ông dầu lý <laughs> ông có nhiệm vụ cầm cái này đi à, sao biết ổng cầm cái quyển kinh vô tự đưa cho ông mấy quyển có tự có chữ nhưng mà nó giết nó không ăn thâm gì cái ăn thua gì cái cái giải thoát này hết đó. chính cái quyển kinh vô tự là cái pháp môn giải thoát ở ẩn đâu ông cái cầm cái tự, ông cầm cái, cái, quyển sách mà không chữ làm sao không biết vì đức phật viết cái quyển này từ khi đức phật viết xong rồi đó ông mới 24 tuổi ông mới qua bên nước Văn Lan ông gỡ, gửi cho Long Nữ Đây này cái quyển này như Lai gửi con á Con làm sao con truyền đi tới mấy ngàn năm sau á Ông mặc ra con Con giải mã toàn bộ ở này ra Thì để dạy người ta Thì mấy ông giao liên sao biết Mấy ông tổ sao biết Mấy ông tổ biết, ông tổ biết căn bản thôi Chứ còn kêu cốt lõi hoàn toàn không biết Phải hiểu vậy Vì thế mà Vì thế mà đâu có cái ông tổ nào mà biết cái công thức Dạy về Phật giới đâu mà chỉ có cái công thức truyền thiền thôi Các tổ đều biết cái công thức truyền thiền thôi Chứ còn cái công thức giải thoát hoàn toàn không ai biết Là gì không có được công công bố ra Hơn nữa cái thời của các tổ là thời đồ đồng Không không hiểu được đây Đồ đồng có nói về cái cái ngôn từ văn minh Các tổ cũng không biết nữa không đâu nếu mà nói ra các tổ cũng chửi phật luôn đó <laughs> lúc đó không hiểu những cái danh từ văn minh sao nói được đời văn minh nó lên cao rồi thì người ta thông dụng những cái danh từ này thì ông Phật mới cho công bố ra giờ con hỏi tiếp đi dạ cho con hỏi là, là, là tại sao các vị tổ là, là, lại không ngồi thiền nữa? bây giờ ông là có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền chứ không phải là ngồi thiền thì ổng muốn ngồi ngồi chứ mà ổng biết rồi ổng biết là Tâm trái đất này là ngũ thú tập cư ngồi thiền để làm gì? ổng đã là tổ rồi thành tổ rồi mà còn ngồi cái gì nữa? còn thành Phật thôi mà thành Phật thì là ổng phải đi theo cái dòng thiền này nè. Mà khi cái công bố ra thì ổng ở nhà ổng âm thầm ổng học nghe chứ không có tới cái chỗ công bố đâu. Chính những ông tổ mà muốn về Phật giới thì phải học cái công thức này ở nhà học không không tới không tới chỗ cơ sở chớ chỗ cơ sở rồi phổ biến ra cái thì ổng bị chấp ngã một cái là ổng chết ổng mà chấp rồi ổng cũng ổng cũng bị quay theo quay theo nhân quả luôn á thấy không vì thế mà các tổ lại đi học thiền tông không ai biết đâu của mình ở đây phàm phu đi học biết chứ các tác tổ họ không ai biết đâu mình phàm phu họ thì còn cho người này biết cho người kia biết thôi chứ tổ hoàn toàn không biết không không hé ra một chút xíu là hết rồi con hỏi tiếp đi dạ con cảm ơn bác con xin hỏi bác câu thứ 14. Dạ thưa bác, trong kinh Đức Phật dạy trả nhân quả bằng hoa báo là trả làm sao ạ? À? Bây giờ trả hoa báo là vậy nè. Con con mất rồi đó thì con không có không có vô dòng tộc được, mà không không ở đâu được hết đó, không địa ngục mà không Mà con phải, ông thần quản lý con á, dẫn lên, ở à, con ở gốc cây này nha, cái cây to này nè, mới ở được nha, còn cây nhỏ không được. Rồi cái, Ông, ông thần ông thấy cái ông a hồi đó có lường gạt con 10, đầu đồng á ha bây giờ đó ổng đang ăn cái cây đó thì con phải nhập vô cái cây này tự nhiên nó tăng được cái phần ngon lên ổng ăn rồi bữa rồi, nay ông ổng trả nợ ổng trả nợ cho con được 10 đồng á mà thí dụ mà ổng lường cho con tới một triệu, triệu thôi ăn sao đủ triệu thôi từ qua từ cây trái qua lá chỉ được trong này nhớ là không vô thịt nè không vô thịt cá nè mà chỉ là cây, cây trái qua lá thôi gọi là hoa báo hoặc là qua nấm cái danh từ nó có hai danh từ là qua lá và qua nấm thì người ta ăn là còn phải nhập vô vì thế mà cũng một cái trái một cái cái cây đó mà nếu trong gia đình có hai người ăn mà cái người nào được trả nhân quả thì người đó ăn rất ngon còn người kia bình thường À, phải chú ý cái chỗ này, này Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ con sẽ hiểu con xin cảm ơn bác à, Con xin hỏi bác câu hỏi thứ 15 à, Dạ thưa bác Người tu theo đạo Phật khoa học vật lý thiền Tông Việt Nam Đã tạo được công đức Sau khi chết vị thần quản lý cho trở về Phật giới Nhưng không chịu về liền Mà còn do dự Thương nhớ dòng họ Thì có trở về Phật giới được không ạ Yeah, thương nhớ dòng họ nó bôi liền <laughs> nó bôi nó bôi cái công đức con là nó tối rồi bắt đầu là vô luôn á vô dòng họ luôn á bởi vì thành ra người ta nói là phải trả lời dứt khoát không có thương tiếc cái gì thế giới này hết đó nếu mà còn liên tiếp thì nó theo cái nhân quả phải ở lại đi theo cái nhân quả vào dòng tộc làm lợi như thế mà ta phải dặn là nhất quyết phải là một lòng muốn về chứ không qua muốn dính liếu gì, gì nữa hết á thì mới được phải dứt khoát con chỉ cần dấn dư một chút xíu là rồi tức khắc vị thần bầu đen thực thi nhân quả con thâu vô đi vô vô dân tộc đầu thai tiếp giờ con hỏi tiếp đi dạ, con xin hỏi bác câu thứ 16 sáu à, dạ thưa bác tại sao đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Đức Phật không dạy thời của Phật còn sống à Bây giờ con suy nghĩ là hồi thời thời Đức Phật có đèn điện không? Ông nói đèn điện chắc chữ không? <laughs> Đâu hỏi chữ vật lý là cái gì? Không biết. Bởi vì cái thời Đức Phật là gọi là thời sử dụng cổ ngữ. Không còn mình bây giờ là sử dụng văn học nguyên tử. Vì thế mà nó có chữ nguyên tử 4.0 điện từ rồi này chứ nọ. Chứ bây giờ con suy nghĩ là con mà đi học à, bác sĩ rồi đó phải không? con hiểu hết rồi con đi về sớm mấy cái người chốt không biết vậy đó con nói vụ biết bác sĩ sao nó chửi con đi, <laughs> làm gì có con di trùng <laughs> không? Đức Phật thời Đức Phật không dạy được ông mở mắt ra ông nhìn thấy rồi giờ con chứng minh cái chỗ này nè cách đây khoảng à, 200 năm <laughs> cái Nguyễn Trường Tộ qua pháp á bên nó có cái đèn có cái đèn điện rồi Việt Nam mình làm có đốt đèn dầu không à Ông nói Ở bên Tây nó không phải giống mình đâu Hỏi đốt đèn sao Cái đèn nó chúi xuống vậy Nó cháy Dí ổng liền Mày khùng Đi tới mấy ngày rồi Mấy tháng mày đi rồi Giờ về mày điên là, Làm gì cốt cái chuyện đó là, Bây giờ suy nghĩ Rồi ông thấy Ông họ rồi nó hỏi Chứ làm sao có cái này Nó có cái máy nó chạy Nó chạy nó ra cái này nó phải khùng đấy <laughs> Nguyễn Trường Tổ mà mới 200 năm thôi Thấy Mà nó còn vậy Mà hướng cho mấy ngàn năm trước làm sao con suy nghĩ rồi Mấy ngàn năm trước sao nói được Hai ngàn mấy trăm năm sau, Ông Phật làm sao nói được cái này Ông biết, ông nhìn thấy, ông biết hết Mà không nói là được Nói mấy cái mấy cái đám mà, cái đám đồ đồng ông nói được Thì thôi ông biết chuyển đi đi Vì thế mà khi mà ông ra đời Rồi ông mới chuyển đi cho lông nữ để đi, để đến đời văn minh mới công bố ra vậy mà nó còn chửi tới bây giờ bây giờ nó chửi sao không thiền tông nói nó được khùng với tâm thần các con suy nghĩ thời nay mà nó còn chửi hướng chi thời kia vì thế mà ông trần nhân tông ông quảng hộn trèo lên núi <laughs> ông giảng là ông nói ở ngoài hà nội có mấy chỗ con thấy không cái, trong cái quỷ số 11 á nói ở ngoài thăng long chửi ông <laughs> chửi ông tàn nát luôn mà mai là ông không biết ông vua đó chứ không biết ông vua nó ông khùng được đuổi ông vua này đi đi đây làm sao con suy nghĩ làm sao mà dạ dạy thời kỳ đầu đồ đồng được chỉ thế mà tờ nguyên tử còn chữ hơn chị đầu đồ đồng giờ con hỏi tiếp đi dạ con đã hiểu con cảm ơn bác à, con xin hỏi bác câu thứ 17 à, khi học thuộc và phát ra được pháp trần bài kệ 60 câu Phật dạy Phật tánh bài đó là Phật là trùng khắp mọi nơi chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành thì có giúp ích gì cho người tu theo thiền thông tông không thưa bác? Bây giờ thì con là hai hai con hiểu hai câu này tự nhiên con hết biệt tính. Bây giờ ngày xưa mà nói Phật trùng khắp mọi nơi ai à, tin? Bây giờ bây giờ chứng minh được con thấy Phật trùng khắp mọi nơi không? Con chứng minh được cái này không? Dạ có. Sao? Con nói thử coi. À, ví dụ như là mình có một cái tin tức gì của thế ừ. giới phát ra thì mọi người làm biết được liền. Ừ. Thì con suy nghĩ Phật là trùng khắp mọi nơi mình giảng Mình giảng thiền tông ở tại chùa Năm <laughs> phút sau thế giới nó biết Không trùng khắp là gì dạ. Phát cái hình ông Phật ở đây Ở ở chùa Năm phút sau thế giới nó biết hết Thì không phải trùng khắp là cái gì Đấy không? Thời này mới phổ biến được Rồi chân tánh khắp theo Phật khắp nơi là mà nói phải là chân tánh là cái gì là thấy nghe nó biết đó. theo Phật khắp nơi mà nói bởi vì ông Phật qua bên tay ông cũng phải nói được chứ không phải là nó không nói thấy không? những cái bài này đó, thì nói về sự thật mà khi giải thích ra thì mới hiểu còn nếu không giải thích ra không hiểu được tiếp giờ nếu mà nói không biết Phật là trùng khắp mọi nơi biểu giải thích trùng khắp không biết bây giờ nè trên trái đất này là cái gì nó cũng trùng khắp hết bây giờ ví dụ bây giờ bên bên mỹ hay bên tây nó phát ra cái gì còn ở đây còn có cái máy con bắt được liền nó trùng rồi thì cái phật cũng vậy hoặc là cái loài người nó cũng vậy gọi là nó trang hòa hết một cái cái trái đất này luôn mà nó không phải là trên mặt đất không nó lên núi nó cũng có hết đó bây giờ mình phát đây chứ giờ qua bên hi mã lạp sơn nó cũng có bên đó nó trùng khắp hết mà vì thế mà cái khoa cái thời khoa học này mới dạy được cái này còn nếu hồi xưa nó không được không ai tin đâu nó thì không ai tin. Cỡ mình sống thời đó chắc mình cũng chửi chứ chứ không phải học tha đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin hỏi là cái bài 60 câu Phật dạy Phật tánh này thì nếu mà mình học thuộc thì mình có có mình mình có mau biết mau biết hơn về Thiền tông không ạ? À? Đây chỉ biết vật lý thôi chứ còn nếu mà nếu mà nói về pháp trần không 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 lấy được học bài pháp trần họ cho thuộc cái bài đường về phật giới thôi, không? cái đó là quan trọng còn cái này mình để dùng cho sử dụng trong thế giới vật lý này thôi, còn học cho biết nó đúng là biết càng tốt không sao nhưng mà cái công dụng về không được, nó 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 xài cho thế giới này còn muốn về thì phải đi bài bài pháp trần đường về phật giới, cái nào ra cái nấy giống như con ở trong nước việt nam con học gì học mà học tiếng việt đó. Con muốn đi Tây con phải học tiếng Tây trước, <laughs> học tiếng Tây. Sau cùng con đi rồi mới xài tiếng Tây. Chứ giờ đây xài tiếng Việt nó đâu có ăn thua gì. Đi Mỹ xài tiếng Mỹ, đi Trung Quốc xài tiếng Trung Quốc. Đi nhánh nào thì học cái nhánh đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cảm ơn bác, con đã hiểu. À, con xin hỏi bác câu thứ 18. À khi cháu hiểu về lục đạo luân hồi thì anh em bạn bè, họ hàng của cháu cháu biết sau khi chết thì khả năng lớn là họ vào cô hồn ở thì người này cháu có cần hạn chế tiếp xúc hay là cháu tiếp xúc bình thường ạ? À? Bây giờ con tiếp xúc bình thường nhưng mà đừng có nói gì hết. Con nói ra nó phản ứng. À, dễ gì con không biết gì hết trời. Bởi vì tất cả những người tu kia mà con khởi thì con nói ra thì nó, nó, biết nó bắt được cái tần số con nó biết. Thì nó có cái rất nguy hiểm cho này. Nó chê con thì nó bị kẹt một cái nó chê một cái thì bao nhiêu cái bao nhiêu kiếp nó mới tiếp cận được cái này một lần bỏ rồi thì nó lâu lắm bởi vì bởi vì một bởi vì một lần mà mất thân người rồi muốn trở lại thân người không phải đơn giản gì con nên nhớ nè ví dụ bây giờ mà con đang tu nha, tu cái đạo nào không biết nhưng mà con tu đúng thì con lên cái mục đích mà đạo đó tổ chức còn con tu sai con trả nhân quả con suy nghĩ đi đi đúng cũng chết mà đi tu sai cũng chết bây giờ tu đúng rồi lên uh, trời uh, lên nước thực lạc sống đi một một mười ngàn năm Trái đất này nó nó nó, nó bị hủy diệt một lần rồi con mới trả lại mà nếu mà con lợi dụng cái đạo đó mà con tu sai con lấy tiền ta cũng địa ngục 18 tám năm con <laughs> suy nghĩ đi làm sao vì thế mà thiền tông nó ra đời khi mà ông Phật nói muốn tu gì tu tu, tu, tu đúng, đừng tu sai, tu sai có chuyện cái nhân quả đó, mà đã tu sai một lần rồi bị nhân quả rồi muốn trở lại tìm thiền tông không được, bởi thiền tông khi mà cái nhân quả con rồi thì thiền tông không không bị gì nhân quả là thiền tông khó mà gặp được lắm, bởi vì ông Phật nói nếu mà trường hợp mà muốn tìm được cái này là giống như con rùa mù ở dưới thái bình dương mà tìm bỗng cây trên núi hy mã lạp sơn, con suy nghĩ làm sao gặp? không phải đơn giản đâu rồi con hỏi tiếp đi dạ con đã rõ con đã hết hiện tại con đã hết câu hỏi con xin cảm ơn bác à. rồi cảm ơn con đã hiểu